Có gì trong chi nhánh công ty cổ phần y tế Việt Á tại Bình Dương sáng ngày 20 tháng 12, nhìn qua khe cửa, chúng tôi thấy phía trong chi nhánh công ty cổ phần y tế Việt Á ở Bình Dương chất đầy thùng đựng kit test nhanh COVID-19 và một số vật dụng y tế khác. Ngoài ra có một số người đang kiểm tra các thiết bị, làm việc. Sáng ngày 20 tháng 12, phóng viên báo Người Lao Động tìm đến trụ sở chi nhánh công ty cổ phần y tế Việt Á tại Bình Dương ở địa chỉ 91A, quốc lộ 1, khu phố Bình Đường 2, thành phố Dị An. Theo ghi nhận, địa chỉ này nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 1 với diện tích hàng trăm mét vuông. Phía ngoài có bảng hiệu ghi rõ chi nhánh công ty cổ phần y tế Việt Á tại Bình Dương. Điều đặc biệt là khi chúng tôi có mặt tại đây, cửa cổng của công ty đóng kín. Nhìn qua khe cửa, chúng tôi thấy phía trong chất đầy thiết bị y tế như máy làm lạnh, thùng đựng kit test và một số vật dụng y tế khác. Ngoài ra có một số người đang kiểm tra các thiết bị, làm việc. Điều đáng nói là mặc dù cổng công ty này đóng kín nhưng phía ngoài có rất nhiều ô tô con đang đậu sẵn. Phía ngoài có một xe biển xanh mang biển số 84A-003 đang đậu. Một người dân ở đây cho biết công ty này đóng trên địa bàn khá lâu, thời gian dịch vừa qua hoạt động rất nhộn nhịp. Một số ngày trở lại đây có rất nhiều xe lui tới nhưng chỉ thấy một số người đi vào phía trong sau đó đóng cửa lại. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn đầu, do khan hiếm dụng cụ test để phòng chống dịch COVID-19 và chỉ có công ty cổ phần y tế Việt Á cung cấp nên đơn vị có mua bộ test của đơn vị này để phục vụ cho công tác phòng chống dịch nhưng với số lượng rất ít. Sau đó chuyển sang một số đơn vị khác vì có giá thấp hơn. Trong quá trình mua sắm, Sở Y tế Bình Dương thực hiện đầy đủ đúng quy định. Ngoài ra, trong quá trình phòng chống dịch, có một số đơn vị cũng gửi mẫu đến công ty cổ phần y tế Việt Á tại thành phố Hồ Chí Minh để test. Tuy nhiên, sau khi Bộ Công an vào cuộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết sẽ cho rà soát lại và thông tin các số liệu mua sắm liên quan đến công ty cổ phần y tế Việt Á. Ngoài ra, liên quan đến sai phạm tại công ty cổ phần y tế Việt Á có chi nhánh tại Bình Dương, hiện công an đã tiến hành khám xét, cũng như làm việc với một số cá nhân liên quan. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!